Xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn cái cách của mình làm ra nước trò, làm bánh ú trò. Và cái kết quả rất là ngoài cái sự mong đợi. Thì các bạn nếu ai có thời giờ thì theo dõi, còn không có thời giờ thì các bạn sau khi xem xong thì đừng có chửi mình nha. Vì đây là cái clip cũng có thể là tuy bạn mất thời giờ bỏ 10 phút coi cái clip này nhưng mà bạn sẽ có lại đỡ tốn thời giờ nhiều hơn nếu mà các bạn có cái tâm ý tìm kiếm trong nấu ăn như mình. Thì như các bạn biết, mình có rất là nhiều cái clip làm cái bánh ú trò này. Mình làm từ baking soda nướng lên để ra baking cái soda ash. Rồi mình làm bằng cái nước tro tàu mua ở tiệm là light water đó. Mình làm ra bánh ăn rất là ngon nhưng mà không đúng như là nó trong, nó giòn sực sực của bánh ngày xưa. Bây giờ mình vô clip cái cách của mình làm tro. Đây là cái tro mình dùng những cái loại cây, vỏ cây, vỏ trái cây. Mình đem cái miếng đá mà pizza để mình lót để mình nướng, nhưng mà nó dơ quá thì mình lấy cái miếng đá pizza nó ra rồi. Thì trong đó có vỏ chuối, vỏ cam, cây những cái cây cải mình phơi khô, mình nướng hết ra được chừng này cho đây. Thì bây giờ mình ra mình lấy cái gì, cái đó gọi là cái gì tự nhiên quay ra, thì mình lọc nó ra để những cái tro nào còn bự á thì mình lấy ra. Mình chỉ lấy cái tro mà mịn thôi. Tro này nó có hai loại tro, mình tại mình cũng không có tìm hiểu nó như thế nào. Nó có loại tro thì nó ra tro đen, có loại tro nó ra tro trắng. Mà tro này bạn thấy nó ra màu trắng nhiều hơn á. Thì các bạn, ngày xưa là người ta nói là người ta lấy cái cây rau về cơm á, là người ta ra người ta làm bánh ra ngon. Nhưng mà mình không có biết là cái liều lượng nó là bao nhiêu. Cái này á, là lần đầu tiên mình đi thí nghiệm, mình làm thử thôi. Chứ mình không có biết chắc là nó làm ra mình có dám ăn hay không. Hoặc là mình ăn xong rồi mình có ngấm cù đèo luôn hay không. Các bạn nào thì coi thử cái cách mình làm ra kết quả nó như thế nào. Bây giờ thì mình ra buổi chiều đây, trời bắt đầu mát rồi thì mình ra mình múc nó, mình đốt nó từ hồi trời còn nắng á đến bây giờ thì mình để cho nó tan ra hết. Lẽ ra là mình nghĩ là mình chỉ cần để nguyên đó, mình lấy nước cho cũng được, khỏi cần mà mình rây. À đúng rồi, cái rây. Rây nó ra như vậy. Nó quay vô phim á, bạn không thấy á, trước khi mình rây rây nên nó bay tùm lum mà đầu cổ đồ dính tùm lum hết đó. Nó dòm rồi, để bạn coi cái cách mình làm. Khi mà mình làm cái này dòm thấy không biết kết quả gì như thế nào. Trước đây mình cũng có một lần mình đi làm cái nước tương á, mình cũng làm tốn thời gian rất là nhiều, cuối cùng rồi cũng đâu có được gì đâu. Rồi tới mình làm giấm cũng vậy, mình làm ra không dám ăn luôn. Thấy cũng có chua chua nhưng mà mình thấy cái màu nó kỳ kỳ, mình sợ quá không dám ăn luôn. Còn hôm nay á, mình làm ra mình ăn bánh được, ngon lành. Nhưng mà các bạn coi thử, các bạn quyết định đó là coi sự thành công hay không. Rồi sau khi mà mình rây hết vô được cỡ ở cấp nửa cấp hả? Rồi cái tro đó, cái tro lửa tro xịn á, ba cái đen đen gì là mình bỏ hết ra. Bây giờ mình đổ vô, đổ nước vô. Rồi mình lấy đũa mình khuấy cho nó tan ra. Nó tan được chừng nào nó tan rồi mình sẽ vớt cái ba cái màu đen á. Mình không biết nó như thế nào, mình chỉ thấy nó đen đen là mình vớt ra thôi. Cái này á, là người ta gọi là mù sờ voi á. Mình làm mà mình không biết nó là cái gì ở trong đó luôn.
Tại vì đâu có phải là những cái vỏ cây, ví dụ như vỏ chuối, vỏ đồ mình khi mình đốt nó ra, nó vỏ chuối rất là tốt cho sức khỏe nha. Họ làm đủ thứ công dụng. Mình trước khi mình tìm hiểu những cái đó cũng mười mấy cái công dụng của về y học của vỏ chuối, nhưng mà khi mình đốt nó ra một cái chất khác, có nhiều khi nó cũng là chất độc hay là gì mình đâu biết được. Thì mình cứ làm nhắm mắt mà làm càng vậy đó. Đó, bây giờ thì mình vớt vớt cho sạch cái đó ra lên. Rồi mình ngâm tới một đêm tới sáng. Mình cũng chẳng biết mình ngâm tại sao mình ngâm nữa, nhưng mà kệ nó, bọc lại đàng hoàng. Rồi mình ngâm nó để mình nghĩ có cái gì thì nó ra hết đi. Đây là cái hình ảnh của mình sau khi mà lọc nó rồi á. Mà lóng nó là cái phần trên rồi, cái bây giờ thì trước khi mình xài á thì mình phải bỏ vô cái miếng giấy lọc cà phê này, cái filter này, để mà mình lấy cái nước trong hoàn toàn, giống như cà phê mình lọc cà phê mình chỉ lấy cái vị cà phê chứ mình không có lấy cái xác nữa đó. Thì mình bỏ nó qua đây, mình đổ, mình lấy, mình cũng không biết cái số lượng nó bao nhiêu, cái độ đợt cái nồng độ nó trong đây, cái sự đậm đặc nó là bao nhiêu hết, cứ làm đại thôi, cho nên rất là những con số hỏi to tướng, cái đó là tùy bạn quyết định thôi nha. Rồi mình cái lóng mình lấy cái lớp trong ở trên á. Ok. Rồi, cái làm cho sạch đó là mình an toàn, là mình thấy bây giờ là cái nước đó là nó chắc chắn, cái nước này là độ kiềm nó rất là cao, độ pH nó rất là cao. Nhưng mà mình không biết tên là cái tỷ lệ nó là bao nhiêu, cái thành phần nó là cái gì trong đó luôn. Rồi bây giờ nếp á, là mình đã là vo rửa sạch rồi, mình đổ cái nước trong này vo luôn, mình đổ vo rồi mình ngâm nó từ một đêm tới sáng. Mình thấy nó có chuyển khi mình bỏ vô trong cái nếp của mình á, nó cũng còn dính cái gì mấy cái bọt bọt, để lát mình phải vớt nó ra. Bạn thấy nó chuyển qua màu vàng á, nhưng mà vàng này á nó nhạt, tức là chứng tỏ rằng cái nồng độ, cái chất sút ở trong này á nó thấp á. Mình không biết, nếu mà muốn làm cho nó cao lên á thì mình phải tăng cái lượng vôi lên, cái lượng lượng tro lên, hay là mình làm thế nào mình cũng không rành nữa đó. Ngâm ra qua đêm rồi, bây giờ thì mình, nếu mà mình xài lye water á, tức là cái nước tro tàu họ bán á, thì mình không cần xả lại, bởi vì mình cho cái liều lượng đó đúng vô là mình ấy. Họ làm nhiều cái thứ bánh ở Mỹ này cũng xài tới cái mà lye water, mà baking soda, ash đồ, đâu có sao đâu. Thành ra mình biết nắm chắc liều lượng là mình làm, nhưng mà cái này thì mình không biết, thành ra mình phải vo, mình rửa lại cho chắc ăn, cho sạch sẽ hết, lỡ dính cái kim loại hay là bất cái chất độc nào á thì nó cũng trôi bớt. Mình sẽ không cái chiếu cái phần mà mình gói bánh hay làm bánh, tại vì cái phần đó là mình đã có công thức rồi. Thì sau khi mình gói ra, mình ra được 8 cái bánh bự lắm. Cái này thường thường mình gói ra là 16 cái bánh, nhưng mà cái này mình ra gói ra 8 cái bánh. Ra trong này không có nhân gì hết, bởi vì mình thí nghiệm mà. Mình định á, bây giờ ở nhà mình nó chỉ có còn mình ở nhà. Mình định là chờ chồng con về, lỡ mình ăn vô mình có gì thì cũng có ai gọi xe cấp cứu rồi. Nhưng mà để mình quay phim mình yên tĩnh thì mình qua một mình á, mình làm này bằng coi này. Đó, cái màu bánh đó mình cũng nấu bằng slow, trong cái instant pot đó mình nấu slow cook cũng 5-6 giờ vậy đó. Bánh ra rất là nhuyễn luôn, cái màu đẹp, nhưng mà không có phải là cái màu cánh gián hổ phách gì, nó chỉ là màu vàng nhạt 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 vậy, cũng nghe cái mùi thoang thoảng thôi. Bánh rền ra luôn mà không có trong thôi đó, coi như thành quả ủ trầu ủ trấu của mình ra được vậy. Bây giờ khui thêm cái nữa. Cái bánh này ngộ cái là mình làm, trong khi mình cố gắng mình làm để mình quay clip á thì nó xì đầu xì đuôi, còn cái này hả, mình làm chủ yếu là mình coi thử nó ra sao thì mình nó không có xì gì hết,
mình gói một lớp thôi mà cái bánh nào cái bánh nấy hả là đẹp dễ sợ chưa. Trong khi cái bánh mình cố gắng mình quay video cho đẹp ấy, thì nó lại xì cái này xì cái kia, hai lớp cũng xì. Ở này mình gói mình làm lẹ lắm mà lại an toàn, thấy cái nào cái nấy cũng ngon lành đó. Bây giờ mình biểu diễn mình ăn vô này có gì á, bạn coi thử mình. Nhưng mà bạn cũng biết rồi, bây giờ mình làm xong mà mình post lên video là các bạn biết là mình đã còn sống mà chưa bị ngủm. Đó, ăn ngon lắm nha, mà vừa ăn vừa sợ. Nhưng mà mình nghĩ là sức mình cũng chắc cũng còn mạnh khỏe, ăn cái này lỡ nó độc gì á thì cũng cái này chắc cũng không đến nỗi chết. Mình ăn trước ổ bánh mì rồi, lót dạ rồi, thấy cũng ok rồi. Coi như mình làm cái video chia sẻ với các bạn, bạn thấy không, ở trong đó nó cũng mềm rục luôn á. Thôi mình làm cái video chia sẻ các bạn tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.